Rồi, ok, hello tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đến với DML CBL của mình. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho mấy anh em thêm một cái nữa, đó chính là về cái series. Cái series của mấy cái con rồng nha anh em. Mấy anh em không hiểu mấy cái đó nhiều. Thường là mấy anh em nói là series nó toàn là tiếng Anh không à, không biết nó dịch ra là như thế nào. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho mấy anh em là cách mà để cho dịch được hết trơn mấy cái này luôn nha. Nè, đầu tiên là mấy anh em cứ lên web. Khi mà mấy anh em vô cái trang chủ của nó là DML nè, DML Wiki phone là nó sẽ hiện lên trang chủ như vậy phone anh em. Mấy anh em sẽ thấy là toàn là bộ là tiếng Anh không. Đó, thấy không, thấy toàn là tiếng Anh không. Rồi mình bấm cái chữ bên đây, mình bấm cái là Siri. Đấy, nó sẽ hiện cho chúng ta là Siri nè. Đó, có nhiều cái cho mình chọn. Và mình chọn cái chỗ đây, cái chỗ có cái tháp này, nó sẽ là chọn có chỗ tháp, bấm vô đây. Đó, là nó sẽ bao quát hết tất cả cái Siri nằm trong đây, đúng không? Rồi mình kéo xuống đây, cái chỗ có chữ Siri này, thấy không? Cái chữ Siri riêng mình lên đó nè. Bấm vào cái chữ Siri đây, đúng không? Đó, bấm vô. Rồi, nó sẽ hiện lên là đây, tất cả những cái mấy anh em biết. Đây chính là School of Pro, School of Power và School of Shelter, thấy không? Nên là Siri Power và những cái công dụng của nó đây, đúng không? Mấy anh em thấy toàn là tiếng Anh không? Bởi vì nó rất là khó cho người Việt chúng ta. Rồi những anh em mà biết rồi á thì ok, coi cũng như là giải trí. Còn những anh em không biết thì làm theo mình. Đây, mấy anh em tải cái Chrome về, thấy không? Chrome nè. Đó, mấy anh em vô cái chỗ Chrome, vô chỗ Chrome phải không? Chọn lại y gan như cái bước đầu của mình. Bấm vào cái chỗ Siri, nó vẫn hiện lên gì nè. Đó, ở chỗ Chrome này đã chưa, để mình chỉ cho. Trở lại đi, mình sẽ bấm Siri lại này nè cho mấy anh em xem. Bấm Siri, rồi cũng vô bình thường, vô như Chrome bình thường vậy đó. Rồi bắt đầu nó để là hiện văn bản gốc. Đó, cái này là tiếng Việt, tiếng Anh dịch sang tiếng Việt rồi nè. Đó, thấy chưa, dịch sẵn cho mình rồi đó. Rồi muốn hiện bản gốc, rồi mình bấm vô cái chỗ như mới nãy mình nói đây. Đó, danh mục của nó. Đó, nó hiện, đó, nó hiện ra là nó dịch ra cho mình hết. Bởi vì mấy anh em tải cái Chrome về, nó tự động nó dịch hết cho mấy anh em luôn. Đó, nó dịch rồi mình chỉ cần vô mình đọc thôi, mình đọc tiếng Việt của mình thôi, nó rất là dễ. Nè, cái chữ dấu hiệu là Siri đó, Siri là chữ dấu hiệu đó. Bấm vô chữ dấu hiệu, thấy không? Nó sẽ hiện lên hết cho anh em nha. Đây, những cái nè. Cái này là cái lớp là tăng trưởng. Đó, lớp tăng trưởng là có 5 cái Siri. Tức nghĩa là cái team của chúng ta có 3 con rồng. Mà làm sao mấy anh em gắn từ 4 trên 5 cái Siri trong 3 con rồng đó là nó sẽ được nè, gắn 4 trên 5 cái này nè vô 3 con rồng của anh em là nó sẽ là vô cái lớp tăng trưởng. Đó, Power thì cũng mới gan dị và Shelter nó cũng mới gan dị. Và khi mà mấy anh em lắp đủ ở trên 5 cái là mấy anh em coi cái phần thưởng nè, phần thưởng tiếp sức của nó nè, phần thưởng thêm của nó đó là cộng thêm, đúng không? Cộng thêm cho mấy anh em thêm là tăng trưởng mạnh thêm 25%. Đó, rồi cái bên cái Power là mỗi hiệp đối thủ ngẫu nhiên mất 8% máu tối đa. Đó, rồi cái Shelter là những con rồng trong đội chịu ít nhất 25% sát thương trực tiếp. Đó, mấy anh em thấy không? Tiếng Việt hết, mấy anh em rất là dễ dàng. Rồi xuống đây chúng ta coi nè, những cái nó tăng theo tỷ lệ của nó nè. Cái thứ nhất là cái lớp của lớp lớp tăng trưởng nè, Power nè. Ủa? Row, School of Row là tăng trưởng 5 cái này là 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là tăng trưởng nè. Đó, là mấy anh em coi nè. Phần trăm tiền thưởng sức mạnh, sức khỏe. Đó là cái nếu mà U, ủa cái C là 25%. Lên tới U của chúng ta lên là 115%. Là cái này cái thắc mắc là cái Wonder của chúng ta đó. Cái rune là cái mirror đó anh em, con rùa là thúc thô, rồi cái chi nè, rồi cái berserker đó là gì đó. Thấy không? Là cứ là C U G E L là nó tăng lên. Rồi bên đây của nó là phần trăm tiền thưởng tấn công là nó cứ tăng theo là 5, rồi 15, 65, 120, đó 200, mấy anh em nhìn thấy không? Nó dịch ra như vậy đó, mấy anh em vô Chrome, nó dịch ra hết. Rồi mấy anh em hiểu hết trơn à. Rồi đây là quyền hạn tín hiệu cá nhân. Đây thắc mắc tất cả các hiệu ứng tích cực do rồng này sử dụng đều mạnh hơn ít phần trăm là nhìn bên đây nè. Là C nó tăng là 42%, U nó lên 90%, G lên 216% và E lên 385%, Legend lên là 720%. Đấy, thấy không? Rồi mấy anh em là ok luôn, mấy anh em cứ tải Chrome về.
Đó, mấy anh em nào mà chưa biết cứ lên nói là toàn là tiếng Anh không anh ơi, là nó dịch hết tất cả nha anh em, nó dịch hết tất cả cho chúng ta luôn. Không không chỉ có cái này đâu, không, cái nào nó cũng dịch trơn. Chỉ cần mà mấy anh em tải Chrome về, mấy anh em bấm bên đây nè, đó nó hiện nè, toàn là tiếng Việt. Còn cái chỗ cũ của chúng ta là lên là nó hiện là toàn là tiếng Anh không. Đây, tiếng Anh không, nhiều khi mấy anh em không biết. Này, hiện bên đây tiếng Anh không à. Vô Chrome là hiện toàn tiếng Việt nha anh em. Còn mấy anh em kiếm rồi coi đọc thông tin của nó, cái gì không hiểu gì đó, đọc trên đây có hết. Nè, nó dịch ra trơn tiếng Việt cho mình luôn, đấy chưa? Rất là dễ dàng nha anh em. Đấy, cái nào nó cũng dịch tiếng Việt cho anh em khỏe. Gồng trung thành, gồng nổi bật, gồng trung thành là gì đây? Nó dịch tên con gồng ra là tiếng Việt luôn nha. Tên tiếng Anh nó gặp là tiếng Việt là trung thành luôn. Hiện giờ văn bản gốc. Đây, bấm vô đây nè. Dịch. Dịch rồi mình đổi ngược lại, mình muốn đổi tiếng gì đó mình đổi nè. Nó có cả đống tiếng ở đây luôn nè. Rồi nhé anh em, ok nha. Như vậy là mấy anh em tha hồ là coi là hiểu hết trơn là nó ghi cái gì nha anh em. Còn bây giờ mình sẽ up clip và chắc tối nay mình không có live stream anh em. Ngày mai mình sẽ live stream nha anh em. Mình đợi có cái season pass mới rồi mình sẽ live stream luôn nha anh em. Còn bây giờ thì see you again mấy anh em. À quên, đây, sẵn nhắc lại đây chính là cái group của Dmail Việt Nam của mình làm luôn nha. Còn anh em nào vô rồi thì thôi, có anh em nào mà mới mà chưa vô mà xem được video mình đăng trên YouTube á, thì có tham gia group thì tham gia. Ok, giờ thì bye bye. Và hẹn ở ngày tới nữa. Ngày tới là có sự kiện ở Season Pass rồi mình sẽ live stream nha anh em. Còn chắc tối nay chắc không. Ok, bye bye.